Sáng 12 tháng 12 năm 2019, hàng chục người từ huyện Đan Phượng đã dậy sớm bắt xe buýt lên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để theo dõi phiên xét xử một vụ án. Một vụ án thảm sát mà có lẽ sẽ còn khiến họ bị ám ảnh rất lâu về mức độ kinh hoàng. Vụ án anh trai giết hại cả gia đình em trai đã khiến 4 người chết. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Đông bị truy tố về tội giết người. Theo cáo trạng, giữa bị cáo Đông và gia đình em trai Nguyễn Văn Hải, 50 tuổi, sống cạnh nhà nhau, xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi đất ở, đất nông nghiệp, dẫn đến việc hai bên hiềm khích với nhau từ năm 2016 đến nay. Khoảng 20 giờ tối 29 tháng 8 năm 2019, anh Nguyễn Văn Hiệp, 26 tuổi, là con trai của ông Hải, sang nhà bị cáo Đông thông báo về việc gia đình sắp xây nhà mới tại thửa đất sát với nhà Đông. Anh Hải hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới đất hay không. Đông cho rằng việc này phải do bố mẹ của anh Hiệp sang xin phép nên đã đuổi anh Hiệp về. Từ đây, Đông suy diễn mâu thuẫn giữa mình và em trai là do anh Hiệp và bà Doãn Thị Việt, 49 tuổi, vợ của ông Hải, xúi giục. Đông nảy sinh ý định giết hai người này. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 1 tháng 9, Đông giấu một con dao nhọn dài khoảng 40cm trong áo và sang nhà em trai tìm giết anh Hiệp, bà Việt. Khi vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra, đã dùng dao chém khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát ông Hải và chị Nguyễn Thị Bắc, 28 tuổi, con gái ông Hải, chị Đỗ Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, con dâu ông Hải, và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My, 1 tuổi, cháu nội ông Hải. Vụ đâm chém kinh hoàng do Đông gây ra đã khiến ông Hải, chị Bắc chết tại chỗ. Ba người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt chết ngay sau đó do vết thương quá nặng. Riêng chị Đỗ Thị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch.